giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cùng hai thuộc cấp nhận và tiền cảm ơn 30 tỷ. Can đánh nhau, quản lý sân bóng trúng hai phát súng, bị liệt hai chân. Chiêu tập hai thanh niên, tư ý vượt đèn đỏ, lãng lách để dẫn đường cho xe cứu thương. Đau lòng cô gái trẻ tử vong do va chạm với ô tô. Bốn hồ thủy điện nguy cơ xuống mực nước chết. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can. Đặc biệt, thư ký của bà Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch tập đoàn NSG, mang vali xuống nhờ lái xe nhét vào cốp ô tô BMV rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, chiếc vali được mang vào phòng khách, đẩy vào góc nhà. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc, phía cơ quan điều tra giữ nguyên đề nghị truy tố 15 người theo Điều 222, gồm 4 người của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh là Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh. 11 bị can khác gồm Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch công ty NSG Group, Trần Thị Thanh Xuân và Trần Ngọc Thắng, cùng là cựu Tổng Giám đốc công ty MQF, Ngô Mạnh Hùng, cựu Phó Giám đốc công ty MQF, Lê Long Hải, Giám đốc Kinh doanh khu vực 3, công ty NSG Group, Lê Đại Tân, chuyên viên kinh doanh công ty NSG Group, Phạm Việt Anh, phó phòng dự án công ty MQF. Hoàng Thị Minh Tâm, nhân viên công ty MQF, Vũ Ngọc Minh, giám đốc công ty Gia Lộc, Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên công ty Gia Lộc, Phạm Đức Chính, nhân viên công ty Gia Lộc. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm hai bị can theo điều 222 gồm Trần Phú Hưng và Nguyễn Anh Tuấn, lần lượt là cựu phó tổng và thẩm định viên công ty đầu tư và định giá AIC. Như vậy, sau điều tra bổ sung, số bị can trong vụ nâng lên 17 người. Tại bản kết luận điều tra bổ sung này, bà Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị truy tố bổ sung về tội đưa hối lộ. Nhóm kiểu cán bộ sở dục đào tạo Quảng Ninh là Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long bị đề nghị truy tố bổ sung về tội nhận hối lộ. Trong số các bị can, Hoàng Thị Thúy Nga từng là phó tổng giám đốc công ty AIC và đã bị Tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm về đấu thầu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai. Bà Nga còn bị tòa nhân dân thành phố Cần Thơ phạt 8 năm tù vì vi phạm đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ. Bản kết luận điều tra bổ sung tại Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh xác định bà Hoàng Thị Thúy Nga thông đồng với Vũ Liên Oanh trong đấu thầu để trúng 6 gói thầu giai đoạn 2016-2019. Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vật tư bị nâng khống nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, về việc nhận 14 tỷ đồng từ bà Nga, bị can Vũ Liên Oanh khai. Vào các dịp cuối năm 2016 đến 2019, bà Nga đều mang các túi tiền đến phòng làm việc của bà Oanh ở Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà riêng và nói, em cảm ơn và chúc Tết chị. Khi bà Nga về, bà Oanh mở túi tiền hoặc vali, bên trong có lúc ít nhất là 1 tỷ, nhiều nhất là 5 tỷ đồng. Khoảng cuối năm 2019, đầu năm 2020, thời điểm này, bà Oanh đã nghỉ hưu. Sau khi thực hiện hai dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho trường mầm non và tiểu học năm 2019, bà Nga mang một vali đến nhà riêng của bà Oanh và nói mang quà cảm ơn, chúc Tết. Sau khi bà Nga về, bà Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng. Bà Oanh khai, mình không đòi hỏi, đề nghị ép buộc bà Oanh phải đưa tiền và mong muốn tự nguyện khắc phục hậu quả trả lại số tiền 14 tỷ đồng đã nhận từ bà Nga để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo lời khai của bà Nguyễn Thủy Dung, thư ký của bị can Hoàng Thúy Nga, một ngày đầu năm 2020 trước Tết âm lịch, bà Dung được bà Nga giao lên phòng ngủ lấy một vali bên trong không rõ đựng gì nhưng nặng chừng 5-7 kg. Bà Dung mang vali xuống nhờ lái xe của bà Nga nhét vào cốp ô tô BMW rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà bà Oanh, chiếc vali được mang vào phòng khách và được bà Nga chủ động đẩy vào góc nhà, chỗ gần tivi. Về phần mình, bị can Ngô Vui cũng thừa nhận việc được bà Nga đến gặp trực tiếp 3 lần đưa tiền và 2 lần đưa tiền cho bị can Vui thông qua con gái. Tổng cộng số tiền là 14,8 tỷ đồng. Bị can Hà Huy Long cũng khai nhận về việc được bà Nga 4 lần chuyển tiền cảm ơn sau khi các dự án hoàn thành với số tiền 1,395 tỷ đồng cơ quan điều tra đã xác minh thu thập tài liệu tại cục phòng chống rửa tiền thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước ngân hàng bidv kiểm tra dữ liệu tài khoản công ty nsg và công ty mqf tại ngân hàng bidv xác định từ năm 2016 đến năm 2019, có nhiều khoản tiền lớn được nhân viên hai công ty trên làm thủ tục rút tiền dưới hình thức chi tạm ứng, rút tiền mặt nhập quỹ và rút tiền mặt phù hợp với thời gian bà Nga đi gặp và chi tiền cho các bị can oanh, vui, long. Cơ quan điều tra cho rằng, đủ cơ sở kết luận hành vi đưa hối lộ của bà Hoàng Thị Thúy Nga và hành vi nhận hối lộ của các bị can oanh, vui, long. Theo kết luận điều tra bổ sung, không có căn cứ để xác định các cá nhân có liên quan thuộc các sở tài chính, kế hoạch và đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có hành vi sai phạm trong quá trình tham mưu, đề xuất phê duyệt và ban hành các văn bản liên quan đến 6 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục do Sở dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, có ý tốt khi can một vụ mâu thuẫn dẫn đến ẩu đà, nhưng quản lý sân bóng bị cuốn vào trận xô sát và chúng hai phát súng dẫn đến tổn hại sức khỏe 96%, liệt hai chân. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 16 tháng 6, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử hai bị cáo vụ bắn người xuất phát từ xô sát và chạm trong trận đá bóng giao hiếu. Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Trường, sinh năm 2000, ở Hà Nội, bị xét xử về tội giết người. Bị cáo Vũ Văn Nguyên, sinh năm 1986, ở Hà Nội, tội gây dối trật tự công cộng. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2021, tại sân cỏ Thôn Thọ, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Nhóm đội bóng thôn Thọ có đá bóng giao hữu với đội bóng thôn Đồng Chiêm, xã An Phú. Trong lúc đá bóng, giữa một số thành viên của hai đội bóng có xảy ra va chạm. Hai bên lời qua tiếng lại thách thức nhau. Anh Nguyễn Hoàng Thanh, đội bóng thôn Thọ nói, chúng mày cẩn thận mất đường về. Một người ở đội bóng thôn Đồng Chiêm nói lại, mày gọi được ai thì gọi đi. Sau đó, anh Thanh đi ra ngoài gọi cho Vũ Văn Nguyên, sinh năm 1986, là cậu của Thanh và bảo, có đứa đánh cháu, cậu xuống gần nhà cháu. Khi ấy, Nguyên đang đi bắn chim cùng Phạm Văn Trường, sinh năm 2000, nên bảo Trường đi cùng đến thôn thọ. Khi gặp nhóm thanh niên, Nguyên hỏi, thằng nào đánh em tao? Lúc này, anh Đinh Văn Khương, quản lý sân bóng đi ra bảo, chúng mày đánh nhau, tao báo công an. Nguyên chửi lại anh Khương, nên hai bên xảy ra cãi nhau. Nguyên xông vào đỉnh đánh thì anh Khương bỏ chạy vào nhà hàng xóm gần đó lấy thanh tuyếp sắt dài 1,75m vụt vào người Nguyên. Nguyên cũng nhặt mảnh vỡ nền bê tông đập vào mặt anh Khương. Những người xung quanh chạy đến can ngăn nhưng hai người này tiếp tục giằng co lôi kéo nhau. Cùng lúc Trường đứng ở bên đường cách đấy 7-8m thấy giằng co thì dơ súng hơi bắn một phát về phía anh Khương. Nguyên thấy thế vội dơ tay lên và hô đừng bắn, đừng bắn. Trường vẫn tiếp tục bắn thêm hai phát nữa mới dừng lại. Hậu quả, anh Khương trúng hai viên đạn, trong đó có một viên vào đùi phải, một viên vào vùng bụng bên trái nên nằm gục xuống. Nguyên bị trúng một viên đạn vào vùng đùi phải. Hai người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103. Bắn xong, Trường cất giấu súng ở một ngôi nhà hoang trong xã rồi bỏ trốn. Đến ngày 14 tháng 6 năm 2022, Trường đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai mục đích bán anh Khương là để cho anh Khương không đánh Nguyên. Qua hai lần giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Khương là 96%, hai chân bị tổn hại bị liệt hoàn toàn 87%, bị cắt một phần lá lách, tổn thương một phần khoang màng phổi trái. Còn Vũ Văn Nguyên bị tổn hại sức khỏe 2%. Do Vũ Văn Nguyên không bàn bạc thống nhất việc đánh bán anh Khương với Trường, Nguyên cũng đã ngăn cản khi Trường rơi xuống bắn nên cơ quan điều tra xác định bị cáo không đồng phạm với trường về tội giết người. Nhưng bị cáo đến sân bóng để đánh nhau, đã dùng mảnh vỡ bê tông đánh anh Khương, gây mất trật tự trị an, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trường bán anh Khương. Do đó, bị cáo bị truy tố, xét xử về tội gây dối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo trường đã bồi thường cho anh Khương 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, anh Khương yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 3 tỷ đồng, trong đó tổn thất tinh thần là 1 tỷ đồng chi phí thuốc men, chữa bệnh, tốn đất thu nhập do sức khỏe không thể đi làm. Tuy nhiên, phía bị cáo trường chỉ đồng ý bồi thường chi phí chữa bệnh và đề nghị làm rõ chi phí thuốc men hơn 200 triệu đồng. Về thu nhập, phía bị cáo cho rằng không có cơ sở chứng minh thu nhập 200-300 đến 300 triệu đồng một tháng như anh Khương nói. Ngoài ra, anh Khương đề nghị tòa án xử lý nghiêm khắc các bị cáo theo quy định pháp luật, đề nghị tòa án làm rõ vai trò của Nguyễn Hoàng Thanh để không bỏ lọt tội phạm. Theo anh Khương, anh chỉ là người ra can ngăn đánh nhau mà bây giờ phải lãnh hậu quả như này. Trong khi, chính Thanh là người gây ra vụ việc, là người gọi nguyên đến. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 19 tháng 6 tới. Không chỉ gây ẩu đả, mất an ninh trật tự công cộng mà còn khiến người ngoài cuộc bị thương. Chắc chắn, chờ đón phía trước đối với các bị cáo sẽ là bản án thích đáng của pháp luật. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong việc giải quyết vấn đề mâu thuẫn. Đừng vì những phút nóng giận bộc phát mà gây ra những hành vi trái pháp luật, tự đẩy mình vướng vòng lao lý. Thưa quý vị, xe cứu thương là loại xe nằm trong diện được ưu tiên khi lưu thông trên đường. Dù đường đi đang thông thoáng, nhưng hai thanh niên lại tự ý vượt đèn đỏ, lãng lách để dẫn đường cho xe cứu thương gây mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng cho biết, vừa triệu tập hai thanh niên tự ý vượt đèn đỏ, lạng lách trên đường phố để dẫn đường cho xe cấp cứu. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, dùng đèn hiệu, còi hú inh ỏi để dẫn đường cho các xe cứu thương qua nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, các xe máy này còn vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, yêu cầu người dân nhường đường cho xe cấp cứu. Chứng kiến hành vi trên, nhiều người cho rằng xe cứu thương cấp cứu người bị nạn đã được quy định là xe ưu tiên. Đồng thời, giao thông tại Đà Nẵng khá thông thoáng, hiếm khi kẹt xe. Vì vậy, việc xe máy dẫn xe cấp cứu là không cần thiết và quá nguy hiểm và tiềm mẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Sau khi nhận được phản ánh, đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh và mời hai thanh niên điều khiển xe máy trong đoạn clip nói trên là TLA sinh năm 2004, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị và LNT sinh năm 2000, trú tại thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum lên làm việc. Bước đầu, hai nam thanh niên này khai nhận mục đích của việc dẫn xe cứu thương là tình nguyện. Nhóm này sợ các phương tiện cứu thương không biết đường tại Đà Nẵng nên đã tự ý dẫn đoàn nhằm cấp cứu người bệnh được nhanh chóng kịp thời. Tuy nhiên, việc làm này là không đúng quy định vì xe cứu thương đã là phương tiện được ưu tiên. Hiện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản vụ việc và đang xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với TLA và LNT với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định. Thưa quý vị, trong khi tham gia giao thông do va chạm với xe ô tô, một cô gái trẻ đã không may tử vong trên đường Nguyễn Trãi, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến vụ việc đau lòng này bởi nạn nhân có tuổi đời còn quá trẻ. Liên quan đến vụ việc mới đây, một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 7, công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 6, trước cửa số nhà 336 Nguyễn Trãi, khu vực cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe máy biển kiểm soát 18B1951XX do chị NTKO sinh năm 1998, quê ở Phong Thủ, Lai Châu, đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30G509XX do anh NTT, quê thành phố Vinh, Nghệ An điều khiển. Hậu quả khiến chị O tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 7, công an thành phố Hà Nội thông tin. Thưa quý vị, có lẽ thông tin được dư luận quan tâm nhiều nhất lúc này đó là thực trạng của các hồ thủy điện hiện nay. Theo thông tin, thì bốn hồ thủy điện sấp xỉ mực nước chết là Thác Ba, Bản Vẽ, Thác Mơ và Đồng Nai Ba. Ngày 17 tháng 6, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp vừa gửi báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Công thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện. Ngoài bốn hồ thủy điện sấp xỉ mực nước chết nêu trên, có một số hồ mực nước thấp như Sơn La, Hủa Na, một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp sơn la huệ quảng bản chát thác bà tuyên quang hùa na thác mơ đồng nai ba theo báo cáo của cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp hôm nay lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện thấp khu vực duyên hải nam trung bộ tăng nhẹ so với hôm qua mực nước hồ chứa thủy điện khu vực bắc bộ bắc trung bộ cũng tăng nhẹ khu vực đông nam bộ mực nước giao động nhẹ vẫn ở mực nước thấp khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên mưa nước các hồ giảm nhẹ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành lùa nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về các nhà máy khu vực bắc bộ bắc trung bộ phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này và dự báo lượng nước về các hồ thấp trong thời gian tới. Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ, trong khi khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ. Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dự báo trong tuần tới, 17 đến 24 tháng 6, vẫn tiếp tục thực hiện tiết giảm điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện. Tuy nhiên, thời gian tới, nước về các hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện nhiều. Chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc. Các nhà máy thủy điện đang vô cùng khó khăn bởi thiếu nước. Điều này cũng gây áp lực nặng nề cho ngành điện lực khi phải thực hiện việc cắt điện luân phiên trên cả nước. Trước những thông tin trên, hy vọng người dân sẽ cùng chung tay sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát với công suất lớn hợp lý. Xin được chuyển sang tin tức về y tế. Mới đây, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu và gấp thành công hàng chục con giòi làm tổ trong đường hầm lỗ mở khí quản của bệnh nhân. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 6, bệnh nhân PVU, 69 tuổi, ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, nhập viện vào khoa ung biếu, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam, trong tình trạng sốt, đau tức vùng cổ, khó thở, toàn bộ vùng cổ viêm tấy đỏ, chảy dịch vàng đục và có mùi hôi thối tiến hành các thủ tục khám sàng lọc, các bác sĩ xác định bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng khá nặng, triệu chứng ngứa nhẹ vùng da quanh lỗ mở khí quản, chảy dịch hôi lỗ mở khí quản, kèm phát hiện nhiều dị vật sống lúc nhúc trong đường hầm lỗ mở khí quản. Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu bệnh, bệnh nhân được đưa vào khoa gây mê, phẫu thuật và được các bác sĩ gấp thành công hàng chục con giòi sống trong lỗ mở khí quản. Được biết, ông U có tiền sử bị ung thư thanh quản đã được phẫu thuật mở khí quản đặt canulin và điều trị tại nhà. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp rất hiếm gặp xảy ra ở những bệnh nhân mở khí quản. Nguyên nhân khiến dòi làm tổ xuất phát từ lý do chủ quan, vì sợ gây đau cho bệnh nhân nên người nhà chỉ vệ sinh sơ sài bên ngoài ống canulin, khiến cho dòi có điều kiện tấn công, phát triển rất nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo những bệnh nhân đặt canulin khí quản cần phải thay băng, rửa vết mở khí quản một lần một ngày. Sau khi vệ sinh, cần quan sát vùng da xung quanh, kiểm tra màu sắc. Ngoài ra, sau khi vệ sinh phải che lỗ mở khí quản bằng miếng gạc ẩm để tránh bụi bẩn và dị vật rơi vào đường thở. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dành cho dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2023 ở các khu vực trên cả nước dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ gia tăng nắng nóng cả về cường độ và phạm vi. Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C phía đông bắc bộ, mức nhiệt thấp nhất khoảng 26-29 đến 29 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 65%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 34 độ C. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 18 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm ngày 18 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Theo đó, thời tiết trong thời kỳ này, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ phân hóa thành hai giai đoạn. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 19 đến 21 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng đêm ngày 20 tháng 6, vùng núi có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng đêm ngày 21 tháng 6, thời tiết khu vực này sẽ có chuyển biến. Khả năng xảy ra mưa rông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 22 tháng 6, nhiệt độ giảm khoảng 3 đến 4 độ C, cao nhất phổ biến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày 19 đến 23 tháng 6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 24 đến 26 tháng 6, khu vực này hạ nhiệt dần. Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 đến 32 độ C đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo